Hi hi, tớ hẹn lại lên. Các bạn thân yêu của tớ có khỏe không ạ? Tớ chúc các bạn luôn mạnh khỏe nha. Không biết cái thời điểm gì, như kiểu là điềm báo kết thúc cho một triều đại Trung Quốc ý các bạn ạ. App mới đưa tin đó là Foxconn, công ty chuyên sản xuất cho Apple, tiếp tục mở rộng đầu tư ở Việt Nam. Thì An lại đọc được tin đối tác lớn nhất của Apple là Gorotech cũng đầu tư một loạt nhà máy vào Việt Nam. Ngày 15 tháng 2 năm 2023, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc thuê lại 62,7 hectare đất tại khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh giữa Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc và tập đoàn Gorotech. Gorotech là một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ chính xác với nhiều đơn vị thành viên có mặt tại các quốc gia trên thế giới, chinh phục được hàng loạt các thương hiệu điện tử lớn nhất và khó tính nhất hiện nay ở mảng âm học, quang học, các linh kiện, kết cấu chính xác, các loại thiết bị thông minh, thiết bị cao cấp. Tập đoàn Gorotech bắt đầu triển khai dự án đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013 tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Sau 10 năm đầu tư và phát triển, tập đoàn đã mở rộng quy mô đầu tư tại khu công nghiệp Quế Võ lên gấp nhiều lần, trở thành một trong những doanh nghiệp FDI có quy mô đầu tư lớn nhất tại tỉnh Bắc Ninh, với tổng số vốn đầu tư đạt hơn 625 triệu đô la Mỹ, tạo công ăn việc làm cho hơn 40.000 công nhân viên. Năm 2023, với kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, tập đoàn Gorotech đã quyết định chọn khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc làm địa điểm đầu tư dự án mới với quy mô lớn hơn. Gorotech cho biết vị trí khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh rất phù hợp và thuận tiện giúp Gorotech có thể phát triển và quản lý tổ hợp cơ sở sản xuất quy mô lớn kết nối dự án tại khu công nghiệp Quế Võ hiện tại và dự án tại Nam Sơn, Hạp Lĩnh sắp tới. Các nhà máy của Apple un đổ vào Việt Nam, quá trình tháo chạy khỏi Trung Quốc, tức tốc đầu tư vào Việt Nam như thế nào? Mời các bạn xem đoạn phân tích trên tờ mhushu.com như sau. Năm 2012, theo chỉ đạo của Apple, Gorotech đã đến khu công nghiệp Wigu, tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam để xây dựng nhà máy đầu tiên. Vào năm 2019, Gorotech mở thêm nhà máy thứ hai tại cùng khu vực. Khu công nghiệp Quý Vũ chỉ cách Hà Nội 33 km gần cảng và sân bay quốc tế. Nơi đây tập trung nhiều nhà máy được mệnh danh là Tiểu Đồng Quản, Samsung, hãng đầu tiên cập bến, không thể tách rời khỏi chính phủ Việt Nam. Một nửa số điện thoại di động Samsung trên thế giới được vận chuyển từ Việt Nam, thậm chí Samsung sắp sản xuất sản phẩm bán dẫn tại Việt Nam. Canon cũng đã bén rễ tại đây và khu công nghiệp Wigu nghiễm nhiên trở thành trụ sở của chuỗi công nghiệp Apple tại Việt Nam. Năm 2007, Foxconn vào Việt Nam và đã đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Năm 2010, Guotong Technology sang Việt Nam thành lập chi nhánh tại Benin và hiện có 3 nhà máy tại Việt Nam. Năm 2016, Luxshare Precision thành lập công ty con tại Việt Nam. Năm 2017, Lens Technology, Meijing Shen và Bony Optics đến Việt Nam xây dựng nhà máy. Năm 2020, nhà máy Việt Nam do Lingui Xijiao đồng tổ chức cũng sẽ đi vào sản xuất. Việt Nam bắt đầu từ dòng sản phẩm AirPods, sau đó là sản xuất Apple Watch, dần dần tiến gần hơn đến các sản phẩm cốt lõi và ngày nay trở thành khu vực sản xuất thứ hai thế giới của Foxconn. Trong nhiều năm qua, Việt Nam trở thành đống cỏ khô cho các nhà xuất khẩu để tránh xung đột thương mại. Khoảng cách từ Thâm Quyến về Hà Nội chỉ 1.200 km. Trước năm 2019, để trốn thuế, các công ty sản xuất đã đưa hàng về Việt Nam, thay đổi bao bì, dán nhãn Made in Việt Nam, nhập khẩu vào Mỹ với tên hàng Việt Nam, các sản phẩm. Sau đó, Hoa Kỳ áp thuế trừng phạt 456% đối với các sản phẩm thép từ Việt Nam để ngăn chặn Trung Quốc đi qua. Việt Nam đã gấp rút ban hành quy định mới, yêu cầu các sản phẩm không sản xuất hoàn toàn trong nước phải cộng thêm 30% giá trị gia tăng nội địa tại Việt Nam thì mới được gọi là Made in Việt Nam. Kể từ đó, sản lượng xuất khẩu của Việt Nam đã vượt qua Thâm Quyến. Đầu năm nay, chính phủ Việt Nam nóng lòng công bố thêm một tin vui. Foxconn dự kiến đầu tư thêm 700 triệu USD vào Việt Nam trong năm nay, đồng thời thông tin dòng MacBook Pro sẽ được sản xuất tại Việt Nam sẽ lan rộng như cháy rừng. Các nhà nghiên cứu thị trường nước ngoài đã đến thăm Việt Nam ngay tại chỗ và nhận thấy rằng việc thành lập các nhà máy Trung Quốc và nước ngoài tại Việt Nam không sử dụng năng lực sản xuất lạc hậu,
mà sử dụng công nghệ mới nhất và các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, thậm chí còn cao hơn ở Trung Quốc, để ngăn chặn năng lực sản xuất lạc hậu, khỏi bị đào thải nhanh chóng. Vì vậy, những người dân địa phương có thể làm gì nếu họ không biết cách sử dụng nó? Một thông tin khác có thể trả lời cho câu hỏi này, đó là Apple hiện đang yêu cầu các xưởng đúc lớn của Trung Quốc đưa các kỹ sư NPI Trung Quốc sang Việt Nam để đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp tại địa phương và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của NPI. Đặt mục tiêu cung cấp thiết bị, dạy quy trình và thúc đẩy sản xuất. Apple sử dụng phương pháp này ở Trung Quốc đại lục để tạo ra những gã khổng lồ như Luxshare, Lens, Covertech, cạnh tranh với các xưởng đúc của Đài Loan. Mặc dù công ty Trung Quốc hiện là những người chơi chuyển nhượng chính ở Ấn Độ và Việt Nam, nhưng khó có thể nói liệu các đại gia OEM địa phương có xuất hiện trong tương lai để cạnh tranh với các công ty Trung Quốc hay không. Xét rằng, Sabir Khan, phó chủ tịch điều hành hiện tại của Apple, phụ trách chuỗi cung ứng toàn cầu, là người Ấn Độ và nhậm chức vào năm 2019, tinh tế nhận xét, xu hướng này không có nghĩa là không thể. Đối với chuỗi cung ứng trong nước, con đường chính sách treo trước mặt, con dao thuế quan đặt sau lưng và Apple đang thổi còi chỉ huy hành động. Vào năm 2010, để giới thiệu Foxconn, Guo Gengmeng, tỉnh trưởng Hà Nam vào thời điểm đó đã đợi Guo Taiming ở sân bay Shenzhen trong một giờ dưới một cái nắng 35 độ. Điểm dừng chân này đã mang lại cho Hà Nam một thành phố iPhone và 300.000 việc làm trong vòng 10 năm. GDP của thành phố này đã tăng 124%. Lượng xuất khẩu luôn đứng đầu Trung Quốc trong một thời gian dài. Zhenhao Foxconn là nhà sản xuất số 1 của Trung Quốc. Trong số 100 công ty xuất khẩu hàng đầu, Foxconn có 7 nhà máy ở Trung Quốc đại lục, thứ 57, nhà máy số 79. Có rất nhiều ý nghĩa đằng sau Assembly in China. Ngoài bản thân ngành công nghiệp đó, nó còn mang lại rất nhiều nguồn thu thuế và việc làm. Trong khi chi phí của các yếu tố khác nhau đang dần tăng lên, sự đột phá trong các liên kết có giá trị tăng cao của ngành điện tử không được suôn sẻ, đồng thời còn gặp phải sự bao vây và ngăn chặn của Hoa Kỳ. The Financial Times của Anh đã phỏng vấn 25 chuyên gia về chuỗi cung ứng, bao gồm cả các kỹ sư của Apple. Họ cho rằng Apple sẽ khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc trong thời gian ngắn. Nhưng vấn đề là sự khởi đầu của quá trình này tự nó là một tín hiệu. Ngoài ra, không chỉ Apple rời đi. Kế hoạch mới nhất của Dell là đảm bảo rằng tất cả các chip trong các sản phẩm của họ được sản xuất bên ngoài Trung Quốc đại lục vào năm 2024 và chuyển 50% công suất sản xuất máy tính ra khỏi Trung Quốc đại lục vào cuối năm 2025. Tờ vn.mocom.gov.cn thì nhận định rằng các đại gia công nghệ tiếp tục dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam. Theo báo cáo của Vietnam.com, ngày 14 tháng 1, để tiếp tục dịch chuyển trung tâm sản xuất, nhiều đại gia trong lĩnh vực công nghệ và điện tử đã công bố kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong năm nay. Mới đây, Apple tiết lộ sẽ chuyển dây chuyền sản xuất MacBook sang Việt Nam vào năm 2023, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp lớn nhất của Foxconn khởi động dây chuyền sản xuất MacBook tại Việt Nam từ tháng 5 năm nay, đồng thời dự kiến sản xuất MacBook Pro tại Việt Nam. Đến năm 2025, khoảng 20% iPad và đồng hồ Apple sẽ được sản xuất tại Việt Nam, cùng với 5% MacBook và 65% AirPods. Hiện 25 trong số 190 đối tác của Apple đang vận hành nhà máy tại Việt Nam. Sau khi đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, Foxconn dự kiến đầu tư thêm 300 triệu USD vào nhà máy Foxconn tại khu công nghiệp Gwangju, tỉnh Bắc Giang. Goatech là một trong những nhà cung cấp khác của Apple, đã công bố khoản đầu tư bổ sung 300 triệu USD vào Bắc Giang. Trong khi đó, Luxshare, công ty lắp ráp iPhone 15 Pro Max, vận hành 6 nhà máy tại Việt Nam với 40.000 công nhân. Nhà sản xuất máy tính Dell đang cố gắng đảm bảo cả chip của họ để được sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Công ty điện tử Petratron cũng đang xây dựng một nhà máy ở Hải Phòng trị giá khoảng 481 triệu USD, đồng thời chuyển trung tâm nghiên cứu và phát triển từ Trung Quốc sang Việt Nam trong thời gian tới. Nhiều công ty lớn khác như Apple, SP cũng đang xem xét chuyển dây chuyền nhà máy sản xuất sang Việt Nam, trong khi các công ty khác như Xiaomi, Panasonic, Sharp và Copra cũng đang lên kế hoạch mở rộng sự hiện diện của họ tại Việt Nam. Đặc biệt, Samsung của Hàn Quốc sau khi chi 18 tỷ USD để thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam và thành lập trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á, có kế hoạch tăng đầu tư vào Việt Nam
lên 20 tỷ USD trong giai đoạn mới. Một công ty Hàn Quốc khác cũng là LG cũng đang có kế hoạch rót thêm 4 tỷ USD vào Việt Nam. Các chuyên gia liên quan nhận xét Việt Nam đang được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa bố trí sản xuất của các doanh nghiệp quốc tế. Hiện tượng này được cho là nhờ những lợi thế so sánh của Việt Nam như chi phí lao động thấp hơn, tham gia 15 hiệp định thương mại tự do, bao gồm hơn 50 quốc gia và ổn định chính trị xã hội. TheMoneyDG.com cũng phân tích, Việt Nam sẽ quy tụ thành một khu công nghiệp lớn. Lĩnh vực đầu tư của Việt Nam chủ yếu là miền Bắc Việt Nam và đã phát triển thành một cụm công nghiệp. Để đối phó với những rủi ro địa chính trị, chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất điện tử lớn trên thế giới đã dịch chuyển trong những năm gần đây. Đầu tư vào Việt Nam chủ yếu ở miền Bắc và đã phát triển thành một cụm công nghiệp quy mô lớn. Các nhà sản xuất chính nằm ở tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Nam, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Bình, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam Việt Nam. Việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mở rộng đầu tư sẽ tạo ra triển vọng xuất khẩu khởi sắc hơn cho các sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam. Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng mở rộng và 15 hiệp định thương mại tự do đã ký kết cũng đang được thực thi, triển vọng của ngành điện tử càng sáng sủa hơn. Hiệp định thương mại tự do đưa ra các ưu đãi về thuế quan và các điều kiện ưu đãi để hàng xuất khẩu của Việt Nam vào 60 thị trường trên thế giới sẽ giúp mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Chà chà, các bạn cảm thấy tương lai liệu có bao nhiêu nhà máy từ Trung Quốc tháo chạy qua Việt Nam? Hãy đưa con số dự đoán của mình xuống dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!